Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 3 tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã tiếp ông Andres Rundu, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia, phụ trách kinh tế và phát triển. Hai bên tập trung trao đổi về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp thông minh lĩnh vực tài chính. Theo ông Andres Rundu, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia, việc ứng dụng số hóa và chính phủ điện tử đã giúp hoạt động quản lý nhà nước cũng như cuộc sống của người dân Estonia thuận lợi, dễ dàng và tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc. Cùng tham dự cuộc làm việc, đại diện một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Estonia cũng đã giới thiệu về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, hải quan như hệ thống thông quan điện tử, tài chính điện tử, quản lý ngân quỹ. Cảm ơn các thông tin được chia sẻ, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hình thành chính phủ điện tử. Thứ trưởng cho biết, với nhiệm vụ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực của mình, trước hết, Bộ Tài chính đã xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã triển khai hệ thống hải quan điện tử, xây dựng cơ chế một cửa hải quan, tham gia hiệp định thuận lợi hóa về thương mại trong WTO. Đối với lĩnh vực quản lý thuế, Bộ Tài chính cũng đang triển khai cơ chế hóa đơn điện tử. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, các kinh nghiệm được phía Estonia trao đổi rất hữu ích với Việt Nam cũng như với Bộ Tài chính nói riêng. Sau cuộc gặp này, hai bên có thể sẽ tiếp tục làm việc với các vấn đề cụ thể để làm rõ hơn các cơ hội hợp tác trong tương lai.